Chiến sự Trung Đông tiếp tục chứng kiến nhiều cuộc giao tranh và diễn biến mới. Vừa qua, Israel không ngừng can quét phía nam giải Gaza, ít nhất 47 người Palestine thiệt mạng. Cùng lúc đó, quân đội Israel đột kích thành phố Tukarem và trại tị nạn Norsams ở bờ Tây. Trước tình hình phức tạp, Tổng thống Palestine tố Israel đánh bom bừa bãi nhắm vào cả người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Bên lề cuộc chiến ở Gaza, quân đội Mỹ mới đây cho biết phiến quân Houthi đã bắn hai tên lửa đạn đạo chống hạm vào tuyến đường ở Nam Biển Đỏ. Trở lại với cuộc chiến ở Đông Âu, Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt 28 UAV và loạt tên lửa trong trận không kích của Nga. Quan chức thân Nga tố Ukraine pháo kích Donetsk hơn 40 lần trong 24 giờ. Các thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này nên nới lỏng lệnh hạn chế đối với xuất khẩu vũ khí. Mỹ phê duyệt thỏa thuận huấn luyện quân sự trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho Ả Rập Xê Út. Chứa lượng nước của Iraq đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Náo nhiệt cuộc đua gây quỹ từ thiện của những ông già Noel ở Tây Ban Nha. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin Thế Giới hôm nay ngay sau đây. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin Thế Giới hôm nay. Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình xung đột Israel-Hamas. Thưa quý vị, hãng thông tấn chính thức của Palestine, WFAFA, mới đây đưa tin có ít nhất 47 người Palestine đã thiệt mạng ở phía nam giải Gaza trong các cuộc tấn công của Israel vào cuối tuần qua, cụ thể là đêm ngày 23 tháng 12. Hãng tin này cho biết Israel đã tấn công vào nhà của một gia đình ở trại Canada, phía tây thành phố Rafah, khiến nhiều người bị thương. Một người Palestine khác đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel và một gia đình khác ở Khan Younis cũng ở phía nam của vùng đất này. Trong cuộc tấn công khác, ba người Palestine đã bị lực lượng Israel giết chết tại ngã tư Abu Hamid ở trung tâm Khan Younis vào tối ngày 23 tháng 12. Lực lượng Israel cũng ném bom khu vực Maan phía đông Khan Younis, khiến hai người Palestine thiệt mạng và những người khác bị thương. Ngoài ra, theo WHO, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào bệnh viện Al-Aman ở Khanjonis đã giết chết một cậu bé 13 tuổi, Amir Rami odet Các nguồn tin địa phương cho biết, ở phía bắc giải Gaza, máy bay và pháo binh của Israel đã nhắm mục tiêu vào nhà của người Palestine ở thị trấn Jabalia, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng Israel đã xông vào trường Al-Rafis bắt giữ một số nam thanh niên. Máy bay Israel đã bắn hàng chục quả bom khói và phốt pho vào Jabalia và khu vực Anzams, lực lượng Israel đã ngăn cản các đội cứu thương tiếp cận những người Palestine để tiến hành điều trị cần thiết và vận chuyển thi thể. Theo các quan chức y tế tại khu vực này, kể từ cuộc tấn công của nhóm kháng chiến Palestine Hamas, Israel đã tấn công giải Gaza, giết chết ít nhất 20.258 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đồng thời làm bị thương 53.688 người khác. Số người chết chính thức của Israel là 1.200 người. Cuộc tấn công dữ dội của Israel đã khiến Gaza trở thành đống đổ nát với một nửa số nhà ở vùng lãnh thổ ven biển bị hư hại hoặc bị phá hủy và gần 2 triệu người phải sơ tán trong khu vực đông dân cư trong tình trạng thiếu lương thực và nước sạch. Cũng theo thông tin từ hãng thông tấn WFAFA, quân đội Israel đã đột kích thành phố Tukarem và trại tị nạn Nosam ở bờ Tây vào tối ngày 23 tháng 12 theo wafa lực lượng lớn của quân đội israel cùng với hai máy ủi quân sự đã tấn công thành phố từ trục phía tây ngoài ra các máy bay không người lái của israel cũng đã thực hiện các chuyến bay trinh sát trên không lực lượng israel đã bao vây no sams phía đông của tukarem đồng thời lưu ý rằng các máy bay đã phá hủy đường dẫn nước lớn dẫn nước vào no sams và san ủi con phố liền kề với trại tị nạn một số ngôi nhà của người palestine cũng đã bị đột kích đây là cuộc tấn công thứ ba nhằm vào trại tị nạn Nozam trong tháng này và là lần thứ hai trong một tuần. Ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV vào Nozam vào ngày 17 tháng 12. 13 người Palestine khác, trong đó có 5 trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc đột kích kéo dài 30 giờ trước đó vào ngày 19 tháng 10. Theo Reuters, lực lượng phòng vệ Israel, IDF cho biết họ đang điều tra về cáo buộc rằng một đòn không kích mới đây của quân đội Israel đã khiến hàng chục người tại trại tị nạn Megazi, trung tâm giải Gaza thiệt mạng. Trong khi đó, thì hãng tin AP đưa tin, cơ quan y tế Gaza vừa điều chỉnh số người chết trong cuộc tấn công này từ 70 xuống 68. Tham gia Israel cho rằng không thể xác minh các báo cáo của cơ quan y tế Gaza bởi giới chức Palestine không cung cấp thông tin chi tiết rằng số người chết là dân thường hay có liên quan đến các nhóm vũ trang, mặc dù họ đã khẳng định một số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết họ đã tiếp nhận 5 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong cuộc tấn công ở trại Magazi. IDF khẳng định với Reuters họ cam kết giảm thiểu thương vong trong dân thường. Nhà nước Do Thái cũng thường xuyên đổ lỗi cho Hamas về thiệt hại đối với những người vô tội, đồng thời cáo buộc nhóm này xây dựng cơ sở quân sự bên trong các khu dân cư. Trong video được công bố vào hôm 24 tháng 12, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng Israel đang tăng cường các hoạt động bên trong giải Gaza và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng trước Hamas. Thông tin được CNN đăng tải mới đây. Ông Netanyahu nói, hỡi công dân Israel, chúng tôi đang tăng cường chiến đấu ở giải Gaza chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi nào giành chiến thắng tuyệt đối trước hamas đây là cách duy nhất để trao trả con tin loại bỏ hamas và đảm bảo rằng gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với israel ông nói việc này sẽ mất thời gian nhưng chúng ta đoàn kết binh lính người dân và chính phủ chúng ta sẽ đoàn kết và quyết tâm chiến đấu đến cùng ông netanyahu cũng nói về những người lính israel đã thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự ở gaza ông nói chiến tranh là phải trả giá một cái giá rất nặng nề đối với sinh mạng của những người lính anh hùng của chúng ta và chúng ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ sinh mạng binh lính của mình tuy nhiên có một điều mà chúng ta sẽ không làm đó là chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu chiến thắng theo Times of Israel, bà Sarah Netanyahu, vợ của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, mới đây đã viết bức thư ngỏ gửi Đức giáo hoàng Francisco để nhờ ngài giúp giải cứu gần 130 con tin còn lại đang bị giam giữ ở Gaza. Bà Sarah Netanyahu bày tỏ trong bức thư gửi Đức giáo hoàng mong ngài hãy dùng sức ảnh hưởng của mình để tất cả con tin ở Gaza được phóng thích ngay lập tức. Phu nhân thủ tướng Israel đồng thời đề nghị người đứng đầu giáo hội Công giáo Roma kêu gọi ủy ban. Chữ thập đỏ quốc tế đến thăm các con tin và cung cấp thuốc men cho họ, bà cho rằng sự can thiệp của Đức Giáo hoàng có thể sẽ giúp xoay chuyển tình hình và cứu được những mạng sống quý giá. Trong thư, bà Sara Netanyahu đặc biệt đề cập đến hoàn cảnh khó khăn của No Agamani, 25 tuổi, cô gái sinh ra ở Trung Quốc và từng xuất hiện trong video quay lại cảnh Hamas bắt cóc con tin. Noa bị bắt khi tham gia một lễ hội âm nhạc, nỗi kinh hoàng hiện rõ trong mắt của cô ấy. Mẹ của Noah đang chiến đấu với bệnh ung thư não giai đoạn cuối, bà ấy không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian và mong rằng có cơ hội gặp lại cô con gái của mình. Vợ thủ tướng Netanyahu cho biết, ngoài Đức thánh cha Francisco, bà Sarah cũng gửi thư tới phu nhân của 33 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có đệ nhất phu nhân Mỹ, nhằm đẩy nhanh nỗ lực giải cứu con tin ở Gaza. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào hôm 24 tháng 12 đã nói rằng vụ đánh bom của Israel là bừa bãi và nhắm vào cả người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, đồng thời so sánh cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza tương tự như sự kiện Nakba vào năm 1948. Thông tin vừa được tờ Anadolu đăng tải. Tổng thống Abbas nói, nơi sinh của chú Kito Bethlehem, thành phố của người Palestine ở bờ Tây, đang trải qua nỗi buồn chưa từng có, đồng thời khẳng định rằng hành động hiện tại của Israel khiến ông nhớ đến sự kiện Nakba năm 1948. Nakba, hay còn gọi là thảm họa, là sự kiện trong đó gần 800.000 người Palestine bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất đai của mình vào năm 1948 sau khi Israel thành lập. Nhân dịp lễ Giáng sinh, ông Abba cho biết lực lượng Israel đã ném bom bệnh viện Baptist tin lành, trung tâm văn hóa chính thống giáo, hội trường, nhà thờ chính thống Hy Lạp và nhà thờ Holy Family, cũng như các nhà thờ Hồi giáo, trường học và bệnh viện ở Gaza, và khẳng định rằng những cuộc tấn công này nhằm vào cả người Hồi giáo và người theo đạo Thiên Chúa. Ông nói thêm, cuộc tấn công của lực lượng Israel nhắm vào sự hiện diện của người Thiên Chúa giáo, tất cả người dân của chúng tôi cũng như các thánh địa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo ở Jerusalem và bờ Tây. Tổng thống Palestine nói rằng, Giáng sinh là thời điểm để ngăn chặn chiến tranh chống lại người dân Palestine ở Gaza và những phần bị chiếm đóng còn lại của lãnh thổ Palestine. Ông nhấn mạnh, người dân Palestine sẽ tiếp tục đấu tranh vì một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền hoàn toàn. Trước đó, trong thông điệp đoàn kết đến từ những người đứng đầu các giáo hội Kitô giáo, các cộng đồng Kitô giáo ở các vùng lãnh thổ Palestine đã thông báo rằng, dịp lễ Giáng sinh bao gồm cả việc thắp sáng cây thông Noel sẽ bị hủy bỏ do cuộc chiến ở Gaza. Thưa quý vị, các quan chức Israel đã xác nhận với một số cơ quan truyền thông Do Thái hôm 24 tháng 12 rằng Ai Cập đã đưa ra một đề xuất mới về lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Hamas và thả thêm các con tin Israel bị giữ ở Gaza. Trang tin Absas của Ả Rập Xê Út dẫn lời một nguồn tin tham gia cuộc đàm phán giữa Ai Cập và Hamas ở Cairo tuần trước. sáng kiến của Ai Cập là kế hoạch chấm dứt chiến sự và thả tất cả các con tin còn lại theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Ai Cập, là sẽ tạm dừng giao tranh trong 2 tuần, có thể kéo dài thành 3 hoặc 4 tuần để đổi lấy việc thả 40 con tin phụ nữ, trẻ vị thành niên và đàn ông lớn tuổi, đặc biệt là những người ốm yếu. Đổi lại, Israel sẽ thả 120 tù nhân an ninh Palestine. Trong thời gian này, xung đột sẽ chấm dứt. Xe tăng của Israel sẽ rút lui và viện trợ nhân đạo sẽ vào Gaza. Giai đoạn thứ hai là thực hiện một cuộc đàm phán quốc tế Palestine do Ai Cập hậu thuẫn nhằm chấm dứt sự chia rẽ giữa các phe phái Palestine, chủ yếu là chính quyền Palestine do đảng Fatah và Hamas thống trị, và sau đó thành lập một chính phủ kỹ trị ở bờ Tây và Gaza, giám sát việc tái thiết giải Gaza cũng như mở đường cho các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống của người Palestine. Giai đoạn 3 sẽ bao gồm việc thực hiện một lệnh ngừng bắn toàn diện, thả các con tin Israel còn lại, bao gồm cả binh lính, để đổi lấy lượng tù nhân Palestine bị bắt giữ trong các nhà tù của Israel. Trong giai đoạn này, Israel sẽ rút lực lượng khỏi các thành phố ở giải Gaza và cho phép người dân Gaza sơ tán khỏi vùng đất phía Bắc và trở về nhà của họ. Lãnh đạo Bộ Chính trị Hamas Ismail Haniyev hôm 23 tháng 12 đã trở lại Qatar sau chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Cairo để thảo luận về đề xuất của Ai Cập với văn phòng chính trị của Hamas. Song song đó, một phái đoàn của nhóm Hồi giáo Jihad cũng đã đến Cairo vào hôm 24 tháng 12 để hội đàm với các quan chức của Ai Cập. Theo quân đội Mỹ, thì hai tên lửa đạn đạo chống hạm đã được bắn ra vào hôm 23 tháng 12 từ khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen tới các tuyến đường vận chuyển quốc tế ở phía Nam Biển Đỏ. Thông tin được tờ Anadolu mới đây đăng tải. Trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Sencom cho biết, trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giờ tối, tàu USS Laffoon đang tuần tra ở Nam Biển Đỏ trong khuôn khổ chiến dịch Prosperity Guardian và đã bắn hạ bốn máy bay không người lái đến từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Đồng thời, Bộ Tư lệnh cũng cho biết không có thương tích hay thiệt hại nào xảy ra trong vụ việc. Ngoài ra, vào khoảng 8 giờ tối, Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ đã nhận được báo cáo từ hai tàu ở phía Nam Biển Đỏ rằng hai tàu này đang bị tấn công. Cụ thể, tàu MV Plamenen một tàu chở hóa chất mang cờ Naui đã báo cáo việc máy bay không người lái tấn công của Houthi suýt bị bắn trượt. Bộ tư lệnh cho biết thêm, tàu thứ hai là MV Saibaba, một tàu chở dầu thô mang cờ Ấn Độ thuộc sở hữu của công ty Gabon, báo cáo rằng tàu này đã bị một máy bay không người lái tấn công một chiều, không có báo cáo thương tích. Tàu USS Labon đã đáp trả lời kêu cứu, cứu của các tàu này. Sencom cho biết đây là cuộc tấn công thứ 14 và 15 nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại của phiến quân Houthi kể từ ngày 17 tháng 10, phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tăng cường đáng kể sự tham gia của họ vào cuộc xung đột hiện tại ở giải Gaza bằng cách nhắm mục tiêu vào các tàu ở phía nam biển đỏ. Lực lượng này cảnh báo sẽ tấn công tất cả các tàu hướng tới Israel. Họ cho biết các cuộc tấn công nhằm để hỗ trợ người Palestine khi họ phải đối mặt với sự bao vây của Israel ở Gaza. Biển đỏ là một trong những tuyến đường biển được sử dụng thường xuyên nhất trên thế giới để vận chuyển dầu và nhiên liệu gần đây, bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin, đã tuyên bố thành lập một sứ mệnh đa quốc gia, chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng, để chống lại các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu thương mại ở biển đỏ. Tiếp tục là các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự tại Đông Âu. Thưa quý vị, hãng thông tấn Reutcramp đưa tin. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt 28 máy bay không người lái tấn công Shahed, một tên lửa dẫn đường Kh-59, một tên lửa chống radar Kh-31B và hai máy bay chiến đấu trong cuộc tấn công mới nhất của Nga và Ukraine. Cụ thể, theo không quân Ukraine, đêm ngày 25 tháng 12, quân Nga đã tấn công Ukraine bằng 31 UAV tấn công Shahed từ các khu vực Chauda, Palak, Lava, Kết quả của cuộc không chiến, lực lượng phòng không và không quân Ukraine báo cáo đã phá hủy 28 UAV tấn công sang hết 136, 131 ở các khu vực Odessa, Kherson, Mikhailov, Donetsk, Kirovoraz và Khmenitsky. Trong cuộc không kích, Nga còn sử dụng tên lửa dẫn đường KH-59 theo hướng Zaporizhia và tên lửa phòng không KH-31B từ Biển Đen. Ukraine báo cáo cả hai tên lửa đều bị phá hủy. Các đơn vị tên lửa phòng không của không quân Ukraine cũng tiêu diệt hai máy bay là Su-34 ở Donetsk và Su-30SM trên Biển Đen. Tờ Al Jazeera mới đây đưa tin, theo các quan chức Ukraine, các cuộc tấn công của Nga vừa qua vào khu vực Kherson, miền nam của Ukraine đã khiến 5 người thiệt mạng. Trong khi đó, thì chính quyền do Nga bổ nhiệm báo cáo một người đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của Ukraine vào thị trấn Holivka, phía đông do Nga kiểm soát. Các quan chức Ukraine cho biết những người thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 24 tháng 12 bao gồm một người đàn ông 87 tuổi và người vợ 81 tuổi. Cả hai đã thiệt mạng khi tòa nhà trung cư của họ ở thành phố Kherson bị pháo kích. Oleksan Tolokonikov, giám đốc văn phòng báo chí của chính quyền quân sự khu vực Kherson cho biết chín người khác, trong đó có một thanh niên 15 tuổi, đã bị thương. Ông Andriy Zemax, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội rằng đối với đối thủ thì chúng tôi sẽ chiến đấu không nghỉ một ngày nào ngày nghỉ là thứ không tồn tại cho đến khi nào họ còn sát hại người dân trên đất của chúng tôi lực lượng nga đã liên tục pháo kích vào thành phố kherson kể từ khi rời bỏ trung tâm hành chính của khu vực hơn một năm trước vụ tấn công mới nhất xảy ra khi ukraine đang chuẩn bị chào đón lễ giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 lần đầu tiên sau khi tổng thống volodymyr zelensky ký luật chuyển lễ kỷ niệm từ ngày 7 tháng 1 sang ngày 25 tháng 12 được biết, ngày 7 tháng 1 là lễ kỷ niệm Giáng sinh theo giáo hội chính thống Nga. Trong bài phát biểu đánh dấu đêm Giáng sinh, ông Zelensky nói với những người Ukraine đang chiến đấu chống lại Nga rằng từng bước, ngày qua ngày, bóng tối đang dần mất đi. Ông nói, hôm nay đây là mục tiêu chung và là ước mơ chung của chúng ta, và đây chính xác là lời cầu nguyện chung của chúng ta, vì sự tự do của chúng ta, vì chiến thắng của chúng ta, vì Ukraine của chúng ta. Tại Holivka, do Nga kiểm soát cách Kherson khoảng 600 km về phía đông bắc. Pháo kích của Ukraine đã giết chết một người phụ nữ và làm bị thương 6 người khác. Thị trường Ivan Prykhodov do Nga bổ nhiệm cho biết trên Telegram. Ông Prykhodov cho biết các cuộc tấn công cũng đã phá hủy một trung tâm mua sắm và một số tòa nhà khác. Đài RT đưa tin các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Donetsk mới đây cho biết chỉ trong 24 giờ qua, khu vực này đã ghi nhận hơn 40 cuộc tấn công dữ dội từ Ukraine với gần 140 loại đạn dược khác nhau được sử dụng. Đáng chú ý thì trong số này có một đòn pháo kích đánh trúng trung tâm thương mại lớn nhất tại thành phố Golovka khiến ít nhất một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Thị trường Golovka Ivan Prikodo cho biết nạn nhân là một phụ nữ theo video quay lại hiện trường, trung tâm thương mại chìm trong hỏa hoạn sau tiếng nổ lớn. Một tòa nhà dân cư gần đó cũng trúng pháo kích. Chỉ tính riêng tại quận Nikitovka, trung tâm thành phố Golovka và là nơi trung tâm thương mại nêu trên tọa lạc hứng chịu ít nhất 20 quả đạn pháo. Kiev chưa bình luận về thông tin. Nằm cách thành phố Donetsk, thủ phủ tỉnh cùng tên khoảng 50 km về phía bắc, thành phố Golovka là một trong những nơi đông dân nhất trong khu vực Nga nhiều lần cáo buộc lực lượng Ukraine à nhắm mục tiêu bừa bãi vào các khu dân cư, đặc biệt là thành phố Donetsk và Lugansk, bằng các loại đạn do phương Tây cung cấp, bao gồm cả bom chùm, cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường. Bloomberg mới đây đưa tin, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản vừa nói rằng nước này nên tiếp tục nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu quân sự để cho phép công nghệ của Nhật Bản được bán ra nước ngoài, trong bối cảnh Tokyo đang lần đầu chuẩn bị xuất khẩu tên lửa sang Mỹ. Ông Isunari Onodera là người tiên phong ủng hộ xuất khẩu quốc phòng của Nhật Bản. Ông cho biết ông sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận trong liên minh cầm quyền về việc mở rộng phạm vi xuất khẩu được phép. Ông Nododera cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước rằng tốt nhất là chúng tôi nên phát triển công nghệ và sử dụng nó rộng rãi trên toàn thế giới thay vì chỉ đảm nhận việc sản xuất. Chính phủ Nhật Bản cũng đã tuyên bố sẽ cho phép bán vũ khí được sản xuất theo giấy phép và sẽ xuất khẩu tên lửa Patriot cho đồng minh của mình. Động thái này có thể mở rộng thêm số lượng các hệ thống tên lửa có sẵn của Mỹ, giúp nước này linh hoạt hơn trong việc hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine. Ông Onodera nói thêm, theo quy định mới, Nhật Bản cũng có thể bán đạn pháo 155mm cho Anh nếu được yêu cầu. Ukraine đã tiêu tốn nhiều đạn dược trong cuộc chiến chống lại lực lượng của Nga. Đạn 155mm là đạn tiêu chuẩn được các thành viên NATO sử dụng, những nước đã gửi pháo và đạn dược tới Ukraine. Việc nới lỏng các hạn chế trong ngắn hạn có thể giúp cho Mỹ và các nước châu Âu cung cấp vũ khí cho Ukraine và về lâu dài, nó có thể mở rộng cơ hội cho Nhật Bản bán vũ khí ra nước ngoài. Cũng theo thông tin từ Bloomberg, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thỏa thuận huấn luyện quân sự trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho Ả Rập Seoul, đổi mới chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, cùng lúc đó là vẫn tuân thủ lệnh cấm bán các vũ khí tấn công. Thỏa thuận này bao gồm đào tạo bay và kỹ thuật, giáo dục quân sự chuyên nghiệp và trang bị cho Không quân Hoàng gia dạ Ả Rập Xê Út cũng như các quân chủng khác. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ này sẽ cải thiện khả năng của Ả Rập Xê Út trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng nới lỏng các hạn chế đối với một số loại vũ khí mà ông đã áp đặt từ đầu trong chính quyền của mình liên quan đến việc phản đối vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post cũng như những lo ngại về thương vong dân sự ở Yemen. Tuần trước, tờ New York Times đưa tin Mỹ đang chuẩn bị nới lỏng một số giới hạn đó. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Anh hôm 24 tháng 12 cho biết nước này sẽ triển khai một tàu hải quân ngoài khơi Guyana vào cuối tháng này, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này phải đối mặt với áp lực do tranh chấp biên giới với nước láng giềng Venezuela tại khu vực nhiều dầu mỏ Essequibo. Việc triển khai diễn ra sau chuyến thăm của một quan chức cấp cao tới Guyana hồi đầu tháng 12 nhằm thể hiện sự ủng hộ của Vương quốc Anh với đất nước nhỏ bé này, vốn là đồng minh và là thuộc địa cũ. Guyana và Venezuela hồi đầu tháng này đã đồng ý tránh sử dụng vũ lực và không làm leo thang căng thẳng liên quan đến cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Petrino cho biết đất nước ông sẽ luôn cảnh giác sau những hành động khiêu khích gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định ở vùng Caribe và châu Mỹ. Vùng Esquibo rộng 160.000 km2, được công nhận là một phần của Guyana, nhưng những năm gần đây, Venezuela khôi phục lại yêu sách của mình đối với lãnh thổ này sau khi phát hiện các mỏ dầu. Bộ Quốc phòng Anh trong một tuyên bố ngắn nói rằng London sẽ triển khai tàu tuần tra HMS Chance của hải quân với sứ mệnh củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực. Điều này thể hiện cam kết của Anh với các đồng minh và đối tác quan trọng. Việc gửi tàu chiến cũng nằm trong chương trình rộng lớn hơn là tuần tra Đại Tây Dương. Chính phủ Iraq vừa cho biết trữ lượng nước của nước này đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Iraq hiện đang tiếp tục đàm phán với nước láng giềng là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để tăng lưu lượng nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Thông tin vừa được Plumpers đăng tải. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước của Iraq, ông Ons Thiaf, cho biết trong một cuộc họp báo rằng năm 2018, chúng tôi có lượng nước dự trữ gấp đôi so với năm nay, Ông cho biết, bộ đã bắt đầu xây dựng nguồn dự trữ thông qua công nghệ giúp tiết kiệm nước, đặc biệt là nước dùng cho nông nghiệp. Ông cho biết, ông hy vọng sáng kiến này sẽ giúp cho Iraq, quốc gia có sông Tigris và Euphrates đối phó được với mùa trồng trọt và mùa hè tới. Iraq hiện đang đàm phán với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề nước, giữa lúc ngày càng có nhiều mối lo ngại trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Sau khi cắt phần lớn nguồn cung cấp nước chảy vào Iraq, đầu năm nay Iran đã đồng ý xả lại dòng nước từ sông Karun hiện Iraq chưa đạt được thỏa thuận nào với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Áp nói, vấn đề về nước cũng nguy hiểm như việc đối đầu với IS, và vì vậy chính phủ rất nghiêm túc trong việc giải quyết vấn đề này. Thưa quý vị, hàng trăm người biểu tình chống chính phủ đã tràn vào tòa thị chính thủ đô Belgrade của Serbia vào tối hôm Chủ nhật 24 tháng 12 trong đợt leo thang bạo lực mà Tổng thống nước này Alexander Vujic cho rằng có sự can thiệp của nước ngoài và mô tả đây là một nỗ lực cách mạng màu đám đông bạo loạn tuyên bố muốn giải phóng các thể chế. Họ đập vỡ cửa kính tòa thị chính của thủ đô Belgrade, trong khi cảnh sát chống bạo động thiết lập rào chắn bên trong tòa nhà, dùng cơ thể và khiên để ngăn chặn người biểu tình. Ít nhất hai sĩ quan cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ khi người biểu tình ném các mảnh bê tông, đồng thời thúc giục họ rời khỏi tòa nhà và đứng về phía người dân. Ông Radomir Lazovic, thành viên quốc hội và là đồng chủ tịch mặt trận cánh tả JSLF yes tuyên bố phe đối lập đang tìm cách bảo vệ thể chế và kêu gọi hiến binh và tất cả các lực lượng vũ trang cho phép người biểu tình hành động. Cuộc biểu tình trong chính phủ nổ ra sau khi đảng tiến bộ Serbia, SNS của Tổng thống Vucic giành chiến thắng trước Liên minh Serbia chống bạo lực SBN, thân Liên minh châu Âu trong cuộc bầu cử quốc hội vào tuần trước. Ít nhất 35 đối tượng quá khích đã bị bắt giữ. Người đứng đầu Hội đồng thành phố Belgrade, Alexander Sapik, đã chia sẻ đoạn video cho thấy sự tàn phá bên trong và bên ngoài tòa thị chính. Trong khi đó, Tổng thống Vujic ca ngợi lực lượng an ninh đã bảo vệ được độc lập và chủ quyền đất nước trước cuộc tấn công tàn bạo. Ông cho rằng các cuộc biểu tình được tài trợ bởi những nước phương Tây mong muốn ông từ chức do mối quan hệ thân tình với Nga và quan điểm cứng rắn trong vấn đề Serbia, Kosovo. Nhà lãnh đạo cảm ơn các cơ quan tình báo nước ngoài giúp cảnh báo trước về âm mưu bạo loạn của phe đối lập. Theo Vujic, khoảng 2,5 ngàn người đã tập trung gần tòa thị chính, nhưng chưa đến một nửa trong số đó tham gia vào làn sóng bạo lực. Sputnik cho biết Tổng thống Vujic đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia khẩn cấp để thảo luận về biện pháp đối phó tình hình bất ổn hiện nay. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverley mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi lời nói đùa về việc bỏ thuốc an thần vào đồ uống của vợ mình. Thông tin vừa được Reuters đăng tải tờ sân đây trước đó đưa tin bộ trưởng cleverly đã nói với một vị khách nữ tại buổi tiệc của chính phủ anh trong tháng này rằng việc bỏ một chút thuốc an thần rehepner vào đồ uống của vợ mỗi tối không phải là điều bất hợp pháp ông mô tả đó là bí quyết để có được cuộc hôn nhân lâu dài khi với một liều thuốc an thần vợ mình sẽ không nhận ra rằng ngoài kia có những người đàn ông tốt hơn Đáng chú ý, bê bối nổ ra vào thời điểm ông Cleverly vừa công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn hành động bí mật bỏ thuốc mê hoặc chất cấm vào đồ uống của người khác. Người phát ngôn của Bộ trưởng Cleverly nêu rõ trong một tuyên bố, trong bối cảnh là một cuộc trò chuyện riêng tư, ông Cleverly đưa ra phát ngôn đó với mục đích mỉa mai, nhưng nó lại dẫn tới hiểu lầm, và ông ấy xin lỗi về chuyện này. Rheophno là một loại thuốc gây ức chế thần kinh trung ương thường được kê đơn cho những người gặp chứng mất ngủ. Loại thuốc này cũng bị liệt vào danh sách thuốc khiến cho một cá nhân mất đi khả năng tự chủ, làm gia tăng nguy cơ xâm hại tình dục. Lời nói đùa của ông Cleverly đã vấp phải sự phản đối dữ dội của công chúng, đặc biệt là các tổ chức bảo vệ phụ nữ. Họ kêu gọi bộ trưởng Anh từ chức. Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Sri Lanka, Ria News. Wigre Mansinghe mới đây đã ân xá cho hơn 1.000 tù nhân khỏi các nhà tù trên khắp quốc đảo này nhân dịp lễ Giáng sinh. Al dẫn lời phát ngôn viên cơ quan quản lý nhà tù Sri Lanka Gamini Dissanayake cho biết, trong số 1.000 tù nhân được trả tự do hôm thứ Hai, 25 tháng 12, theo lệnh ân xá đặc biệt, có những người bị bỏ tù không thể trả các khoản tiền phạt. Sri Lanka có đa số dân theo đạo Phật, quốc gia Nam Á này từng thực hiện đợt ân xá tương tự vào tháng 5 nhân dịp lễ Phật đàn. Lệnh ân xá mới nhất được đưa ra sau khi cảnh sát Sri Lanka bắt gần 15.000 người trong chiến dịch chống ma túy kéo dài gần một tuần với sự hỗ trợ của quân đội. Theo một tuyên bố của lực lượng an ninh, trong số những người bị bắt giữ nêu trên, có 1.100 đối tượng được đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở do quân đội điều hành. Các nhà tù ở Sri Lanka thường xuyên chứng kiến tình trạng quá tải. Theo dữ liệu chính thức, hiện gần 30.000 tù nhân bị giam trong các cơ sở với sức chứa chỉ 11.000 người. Mới đây, thì hàng trăm ông già Noel đã cùng hội tụ về trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha tham gia cuộc thi chạy truyền thống được diễn ra hàng năm với mục đích là gây quỹ từ thiện cho hội chữ thập đỏ. Hãy cùng chúng tôi đến với những hình ảnh đầy rộn ràng và sôi động của sự kiện này ngay sau đây. Trong khi những người trưởng thành hóa trang thành ông già Noel, thì nhiều đứa trẻ cũng tham gia đường đua dài 5 km dọc đại lộ Parcel de la Castellana trong trang phục yêu tinh màu xanh lá. Một người tham gia trên Bila Angara chia sẻ với Reuters rằng Giáng sinh mang đến cho mọi người tinh thần đoàn kết hưởng ứng tham gia sự kiện ý nghĩa này. Đối với tôi, đây là một mục tiêu nhỏ giúp tôi tốt lên mỗi ngày. Các nhà tổ chức cho biết cuộc thi này là đường đua của những ông già Noel lớn nhất thế giới. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin tiếp theo.